này, đoàn tàu Ngao Du Sơn Thủy đưa mọi người đến một điểm check-in ở một cái homestay rất là tuyệt vời của Đà Lạt. Wow, còn thấy đây sao nơi? Mẹ ơi, cảnh ở đây đẹp luôn á. Đây, lên tới Đà Lạt thì mình phải uống rượu theo đặc trưng của Đà Lạt, là mình sẽ mua rượu vodka. À, và nói chung là rượu trắng cũng được. Rồi sau đó mình sẽ mua cái này là cái atiso mọi người ơi, rồi mình chế vô mình uống atiso làm cho nó mát. Tụi bay phải xin giật mùa vui, qua tàu hải vẫn mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà tàu anh đi, vượt qua núi cao. Qua bao ngày, qua bao ngày làm việc mệt mỏi, hôm nay đoàn tàu Ngao Du Sơn Thủy đưa mọi người đến một điểm check in ở một cái homestay rất là tuyệt vời của Đà Lạt để nghỉ dưỡng. Ủa, Đà Lạt hả chị? Sao em tưởng Đà Nẵng chứ, nãy nói gì đèo Hải Vân, con tàu hải. À, mình vừa qua, mình vừa qua, mình vô tới đây rồi. Rồi. Đó là Ê Tre. Vô. Từ. Cái gì vậy? Ủa sao đi trước vậy? Cái gì? Sao mày đi trước? Đã tìm hiểu rồi, trong đây quá trời chỗ check in luôn kìa. Mà cái này nè, nguyên cái phòng ngủ của em đấy ha, là cái phòng ngủ mà chị nói là chỗ đó đúng không? Ừ. Đó là nhìn qua được đối diện với lại cái gì, cái hồ gì? Hồ Tuyền Lâm. Hồ Tuyền Lâm. Cho nên là bây giờ em phải đi trước. Kệ chị giới thiệu gì kệ chị, chương trình của chị mà đâu phải của em đâu. Ê! Thằng điên! Đi lẹ đi! Chờ em với lắm, em đi không có nổi đâu. Lẹ lên, đứa nào vô trước đứa đó có phòng đẹp. 1 phút 30 giây không thôi ngủ ngoài đường với bảo vệ. Lẹ lên, chị Tường ngủ với bảo vệ. Trời ơi, ê, có liều kìa mọi người ơi. Ê, mình ngủ liều hay là mình ngủ phòng? Một mình chị ngủ liều, tụi em ngủ phòng. Ngủ liều chị được mà, ngủ lều mình dễ léo lều. Léo lều là gì quỷ đi. Léo lều. Ê, hồ, hồ, xuống hồ, xuống hồ. Đường nào xuống mà hồ. Xuống hả? Nhảy xuống là 2. Nhảy xuống, ê, trời ơi. Ê, còn tao. Chị. Trời ơi chị. Đố tụi bay hồ này có cá không? Có. Hôm nay là bút trời lẻ đi còn bút à, cảnh đẹp cho nên hôm nay người ta bút chụp hình chuyên nghiệp tới chụp hình luôn tạo dáng. Ê tụi em ơi, cái gì ở bên kia có cây? Ê hồi nãy em thấy rồi, ở bên kia có cây đào, có trái đào ăn luôn. Ê đâu đi quanh đi qua đây nè. Đó kìa, có cái anh nhà đẹp quá kìa. Ê mọi người ơi, có cái anh đó, anh đứng ở trong nhà anh đó trần kìa mọi người. Chết rồi. Chết rồi. Nha, chị sẽ lấy phòng đó. Chị. Hả? Gì vậy Nghĩa? Không phải. Bây giờ chị bố trí nè. Nghĩa với Khôi sẽ ngủ lều, chị với Naomi ngủ phòng, đồng ý không con? Bắt tay. Đồng ý. Ủa sao kỳ vậy? Ủa? Tự nhiên mẹ ngủ lều. Bay cho hai đứa bay. Có quyền. Hai đứa bay ngủ lều để hai đứa bay lếu lều. lên. Trời ơi. Ngủ với chết cống mãi hay gì á. Wow. Đẹp quá à. Wow, con thấy đây sao Naomi? Mẹ ơi, cảnh ở đây đẹp luôn á. Đảnh đẹp hơn. Mẹ làm con hết hồn à, cái gì vậy? Thằng điên, mày làm cái gì vậy? Mở cửa lên. Nhưng làm gì vậy Nghĩa? Mày coi kìa, mày coi thằng đồng bọn của mày kìa. Coi lếu lều. Nó khùng thiệt luôn á. Người ta đang làm một cái nết đẹp ở ngoài này, là làm một bức tượng đẹp chứ phong cảnh đẹp mình cũng đẹp đúng không? Nhìn vô nó như con điên. Trời ơi, phòng đẹp quá mọi người ơi. Kệ nó đi chạy, đừng phòng này hai giường nha, phòng hai giường. Kệ nó cho nó ở chổng luôn đi. Đi mà, con, bỏ nó đi. Mà cái quan trọng nè, ở trong này nè. Ngủ dậy mở cửa ra cái trời ơi. Ồ, cái view kìa trời ơi, xuất sắc. Thấy anh. Không. Bỏ anh đi. Bỏ cái đó đi. Đẹp quá. Ủa vậy là bên đó cái hồ hả chị? Hồ.
Ê, chị thấy hình như có cái chỗ đốt lửa trại em ơi. Đâu? Đốt lửa trại nha. Kìa. Trời ơi. Không, cái đó mình bí mật đi, đêm nay mình sẽ đốt lửa trại. À. Không, đêm nay mình mới khám phá bên đó. Ê, khoan. Sao? Sao, cái gì sao? Mình đi chơi bốn đứa. Đúng rồi. Cái bà chùm đâu? Thôi kệ bà đi, không sao đâu. Trời ơi, em thoát được mẹ em là em mừng muốn rồi. Đúng anh rồi. Còn đi kiếm bà nữa. Cuối cùng cũng thoát được cái sự ấy của chị. Ủa, nhưng mà mình đi chơi không có bả ai trả tiền. Thì đã Uy trả tiền nè. Nó làm gì có tiền? Vậy thì anh trả. Thôi, tao đâu có rảnh đâu mà tao trả. Ủa? Sao? Con muốn thoát khỏi mẹ hả? Dạ. Có tiền không? Đi đi. Nó không hề nói là chị khó chịu hay là hay chửi gì hết á. Không hề luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thôi bây giờ vậy nè. Một đứa của anh kia kìa. Sao? Mê cái này rồi đúng không? Mê. Mà được mấy người ở chị? Hai bằng cả đám luôn, bốn đứa mình ở được luôn á. Trời ơi. Bốn đứa ở được luôn á. Vậy tối nay bốn đứa mình vô đây ở đi mẹ. Vô đây kiểu tối vô đây ngồi cái bún bài đồ, cái nhậu đồ, đồ, rượu cần, rượu vang đồ. Trời đẹp quá. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Rồi có đem theo rượu không? Không. Có tiền được rồi con. Ok được. Trời được chưa? Đảo quá. Rồi bây giờ. Bây giờ vậy nè. Được rồi. Mình nhốt bả lại, mình đi đi mọi người. Lẻ lên, lẻ lên. Mình đi lẻ lên, lẻ lên, mình đi chỗ khác chứ. Đây 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 đây, nước sôi, nước sôi. Nước sôi, nước sôi. Cái ghế ngộ vậy? Trời ơi, người ta phải hòa với thiên nhiên chị. Ghế này không cẩn thận cái chuyện nó sọt à. Không có sọt đâu, chị ngồi đi. Đây, em sẽ là bartender cho chị ngày hôm nay. Sau khi lần trước em được uống rồi, hôm nay em đã biết cách pha cho chị. Đó, bỏ vô. Chết bà. Ít nước đúng không? Vừa vừa. Đó. Ồ, miếng nữa, miếng nữa, miếng nữa. Đó. Ok. Ủa? Thở tay 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 tay. Cái thằng mập địch này đi theo ăn với ngủ không có làm được cái gì luôn á. Đi cả. Nè. Ôi, ai mới chửi cái thằng mập địch này đi theo ăn với ngủ không làm được gì. Ôi, ai chửi. Mà sao tỉnh được thầy à? Cà phê. Ừ. Cà phê xanh. Ừ. Pha liền cho tôi hai gói đi chú. Đâu ra gì bà. Cho tôi hai gói đi chú. Rồi nè. Hôm qua đang buồn ngủ. Ngon quá. Mà nghe mùi cà phê vô một cái tỉnh táo nó bất chết uống hai bình thiệt. Thôi, ê, nè thôi thôi, em khỏi khỏi chụp hình nữa, lên lên uống ly cà phê đi cưng, lên đây. Lên đường này luôn đi chú. Đó. Thôi được rồi, nói dân cà phê, nói dân Đà Lạt nó sẽ uống đậm. Ủa nãy sáng giờ chụp hình mà chưa biết em tên gì luôn á. Dạ, em tên Nam chị. Nam, dạ. Là em là nghề chuyên photo đi chụp hình ở Đà Lạt. Dạ, em chuyên chụp hình ở Đà Lạt. Có khi nào lên Sài Gòn chụp hình chưa? Dạ có chị. Mà cái quan trọng gì nè, lúc mà em nhờ ảnh á, tại em thấy qua Facebook của celeb khác thì nhờ ảnh chụp, ảnh nói là tại vì chị Tường cho nên là ảnh chỉ chụp celeb thôi. Chỉ chụp celeb thôi là sao? Có nghĩa là anh chỉ chụp cho mấy anh chị mình thôi, chứ người bình thường anh không chịu chụp. Ủa vậy? Trời, phải không, không anh? Có. Mày quảng cáo vậy sao người ta chụp hình trời ơi, tụi lao. Rồi uống thử cà phê của chị đi. Coi cho em ly cà phê cho anh Nghĩa. Ủa, của nó em nè. Sao? Ơi, ngon quá chị Tường ơi. Ngon không? Dạ ngon. Đó. Dạ ngon, rất ngon. Ngoài ngon rồi mà uống còn khỏe nữa. Có nhiều công dụng ghê gớm lắm. Khỏe sao chị? Dạ. Uống đi rồi biết. Khi mà mình ăn đồ ăn vô thì khi mình uống cà phê này vô thì có cái chất làm ngăn mỡ phóng thích từ gan vào máu, và khi mà mỡ thừa đã được kháng ngay từ ban đầu thì vấn đề béo dáng không còn nỗi lo của chị em chúng ta nữa. Ủa? Ủa? Thấy em thuộc ghê không? Thôi bây giờ vậy nè, kế hoạch bây giờ mình phải đi mình dọn đồ đạc, mình đi dạo phố cái đã, mình đi tham quan Đà Lạt đi. Ừ. Rồi bắt đầu tới trưa mình kiếm ăn đồ gì đó ăn ngon. Ừ. Tối mình đốt lửa trại, ok không? Hay không? Yeah. Ok không? Rồi đi. Để phục vụ BBQ tối nay thì bây giờ chúng ta sẽ tung hoành chợ Đà Lạt để mua. Em muốn ăn hải sản. Có
con muốn ăn thịt bò. Thôi ăn gì kỳ, ăn mà những món heo thì là cà chua bi, bơ, dâu vậy thôi. Hải sản. Khỏi cãi, khỏi cãi. Thôi thôi, được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ tôi sẽ phát cho một đứa 200 ngàn, đứa nào muốn mua gì mua. Nói chung là những cái món mà để nướng BBQ tối nay ở đốt lửa trại, ở homestay. 200 ngàn đâu đủ đó mẹ. Thôi được rồi, đứa 200 thôi. Vì tiền nhiều quá trời. Mình mua bắp nè, mua khoai đồ đó cho nó rẻ tiền. Ủa ăn vậy thôi hả? 200. 200. 200 rồi dạ. Đi, vô chợ đi. Là ủa giờ chỉ mới 200 thôi đúng không? Một đứa 200. Muốn ăn gì ăn đúng không? Muốn ăn gì miễn ăn. Miễn sao tối có đồ ăn đúng không? Miễn tối có đồ ăn thôi. Đi, vô. Vô. Rồi vô. Bịch này có, bịch này nè. Bịch to to lên con. 2 kg chị. Ôi trời, mệt quá. Cắt chua nữa. Cắt vô làm salad. Đó đẹp á hả? Đúng rồi. Cà chua này á hả? Không nữa thì thôi. Lấy cái nhỏ nhỏ thôi. Cái này bán sao, cà chua bán sao chị ơi? Lấy bịch luôn. Rồi lấy bịch mà 5-15 ngàn đi, lựa cho người ta luôn đi. Rồi xong. Rồi đó, dẹp xuống. Tối dày mượn. Hơn xíu nữa, dày hơn xíu cái nữa. Mình lấy cái kéo, mình mượn cái kéo, mình cắt. Đúng cắt rồi. Cắt ra mình ăn. Cô ơi, một ký bắp bao nhiêu vậy cô? Thì bắn trái em ạ. À. Bắn trái, giờ một trái bao nhiêu cô? Cái này là bắp mì. Đi đâu đâu? Đi đâu đây? 7 ngàn một trái. 3 trái 20. 3 trái là 20. Vậy giờ mua mấy trái? 3 trái 20 thì mình 10 trái là 40. 3 trái 20. 10 trái là 10 chục là 70, 10 trái là 65. À. 1 chục là 65. Cho em 5 ngàn. Rồi bây giờ lấy 1 chục đi. Lấy em cho em 10 trái. Lột vỏ hay là để vỏ? Để vỏ, để vỏ, để vỏ. Mình nướng nữa. Dạ. Ngon nha. Với lại dạ. Dạ với lại khoai lang sao cô? Cái loại này là để nướng. To lắm, to nướng to vậy. Cái này 25 ngàn 1 ký. Cái này 30 ngàn. Đẹp không? Dạ. Đẹp mà đẹp thế nào. Hết hồn luôn. Đẹp luôn. Đẹp đó, thấy chưa? Rồi xong chị lựa cho chị dạ, mấy 2 ký khoai đi, thử coi được mấy củ. 6 7 8 9 10. Rồi. Dạ rồi, như đây là lòi bắn họng rồi đó. Rồi em lấy cho chị 2 ký này nha. Ừ, mà vừa nướng trong than bốc ra thơm biết ngon. Sao không nướng cái này nó mới có nạc để ăn. Dạ. Alo. Alo. Ai quay cho mẹ vậy? Ai đang quay cho mẹ vậy? Na Uy bày đặt quay đồ nữa nghe, ghê lắm nghe. Kiểm tra coi hồi nãy giờ đi chợ hết bao nhiêu. À, tôm 200 một ký, mua 2 ký 400. À, thịt là 170 một ký, mua 1 ký rưỡi là hết 250 nữa, là hết thành 650. 650 bắp với khoai á. 170 nữa là 820. 820 đưa cho Nghĩa 100 ngàn đi mua mấy cái đồ livestream rồi đó là hết 820. 800 ngàn buổi tiệc tối nay. 900 à, quên lộn, 900 ngàn buổi tiệc tối nay, 900 ngàn. Sao mẹ khoe coi con mới mua được gì vậy? Thì con mua bắp với khoai nè. Đó, từ giờ đang ngồi làm gì đây? Chúng ta đang ngồi uống ly nước mía rồi lên xe. Lết đã. Ngon. Đố mọi người biết hai anh em tôi đang làm gì? Hai anh em tôi đang trong công đoạn sơ chế. Đó là món tôm và món thịt. Tôm làm gì? Tôm là ướp với lại sa tế để nướng. Còn thịt là ướp với nước sốt để nướng. Và một món nữa đó là salad trộn. Xong, enough. Thấy không? Bây giờ thì chị gái của tôi á, đi chơi về mệt mỏi, review đồ ăn mệt mỏi, cho nên đã đi ngủ rồi. Còn tôi làm một lần.
Đây là món thịt ướp nướng đây. Ủa sao? Ủa anh ướp từng con luôn hả? Ướp từng miếng. Ở lộn từng miếng. Đó, lấy miếng vô vậy nó mới đều. Đó. Đây, thành quả xong. Thịt ướp nướng, đem ra ngoài nướng ăn. Tôm. Đây là tôm, tôm ướng sa tế. Con này tôm mỏ cho nâui, tại nâui không ướp được. Xong, còn trong đây tôi sẽ làm rau rồi nè. Nó nhanh khô lắm đó, thấy không? Nó cháy rồi này không? Dạ rồi. Đấy. Ui giời. Để kê lên, kiếm gạt kê lên mới được. Em về cái này. Để lên cho rổ, để lên rổ luôn nè anh. Để lên đây. Dạ, cho nên bây giờ là phải cho nó xuống đất và chêm hai cục gạch lên hai đầu. Đó, đừng con ồn. Chêm hai cục gạch lên hai đầu thì cho anh thịt nó mới chín từ từ, chứ không là nó khét mà nó lại không chín. Đây. Lên tới Đà Lạt thì mình phải uống rượu theo đặc trưng của Đà Lạt là mình sẽ mua rượu vodka. À, mà nói chung là rượu trắng cũng được. Rồi sau đó mình sẽ mua cái này là cái artiso. Mọi người ơi, là mình chế vô mình uống artiso làm cho nó mát và nó có màu cho nó đẹp nha quý vị nha. Ui. Mình nghiêng nghiêng là nó vô. Đừng có xoay con cao quá đi. Trời ơi, đang thiếu không được đó. Lửa quá. Một chai như thế này mình cho vô cà vô. Người đâu? Dạ người đây. Lên rượu. Dạ vâng ạ. Chào mừng quý khách đã đến với tủ lầu và xin mời quý khách đến với tủ bà. Khách điếm. Đến với tủ bà. Khách điếm. Rồi cầm cụm ơi. Rồi. 1, 2, 3, vô! Mời thịt. Mời thịt. Mời thịt. Ok, tôi tự mời tôi thịt. Ngon. Rồi, cái gì? 1, 2, 3, vô! Đêm nay không sai, không vô ngủ, đêm nay không về. Mình ở đây mà, mình đâu có về. Dạ, về đâu, đây là nhà rồi. Khoai lang. Ồ, ủa mọi người, như vậy là ăn được không? Sao nó như cung thang vậy, nghĩa? Ăn được, đạp ôi ra, não trong. Ăn xong bị đột quỵ thôi. Lên đây. Vô. Trời, khoai lang mập mà. Ồ. Đúng rồi á. Ăn là lấy cái muỗng múc. Rụng răng đó. Nóng lắm nha. Thơm. Cho miếng. Ăn coi nồi ngồi coi hướng. Vậy mới có cái đấy. À. Bẻ miếng. Trời ơi, thở ra khói luôn nè. Ngon. Ngon nha. Đúng là khoai lang mật có khác. Rồi luồn đóng xuống dưới là được rồi. Mọi người ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời em nướng bắp với nướng khoai. Mọi người nhìn thành phẩm của em nè. Mọi người thấy sao? Tuyệt và nhục nhã ê chề. Mệnh danh là người phụ nữ của bếp núc, người phụ nữ của gia đình. Nhưng hết hiệu lần đầu tiên em nướng bắp để mà lùn xuống dưới thang. Đúng là nướng là mình phải nướng, nhưng mà hai cái này thôi. Còn mấy cái này là em có kinh nghiệm rồi. Chị ơi, em không có ý chọc quê gì đâu.
chị thấy ăn ngon ghê. Coi thành phẩm của chị ăn thử miếng nha. Không. Ủa nó ngon ghê luôn chị. Tại vì em nướng ở trên còn chị là lùi. Chị thích lùi lùi nhủi 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 vậy đó, hiểu không? Dạ. Nói chung là chị cứ thích nhủi thôi. Dạ, ngon quá rồi. Thiệt là tình luôn á mọi người. Em ước gì mấy trái chị nướng mà nó ngon được như vậy á. Ủa, được hết trơn á. Đây nè, cho em dòm nè. Cho em nhìn củ khoai chị nướng nè. Y như thằng Mỹ Đen vậy đó. À. Thấy chưa? Nhưng mà ở trong nha. Ở trong. Em thấy ở trong chưa? Thôi em nhìn em thấy đau quá chị. Đau ý là đau tay chị. Đố em ở trong nó như thế nào, ăn được hay không được? Được. Em ăn không? Không. Ăn. Vô. Ừ, bốc khói luôn. Trời ngon quá. Thấy chưa? Mình để đây gọi là gì biết không? Mình hâm. Hâm cho nó nóng. Nè. Nè em à. Em hiểu gì không em ơi? Nè em à. Em hiểu gì không em ơi? Mực mà nó tứa ra. Nó tươm ra. Mình cạp nó nè, mình cạp nè. Trời ơi, tội Mỹ Đen quá. Trời. Ngon không? Con quá miếng dơ. Ngon quá. Ngon quá. Mình lấy cái răng mình cào nó. Dơ, mấy cái dơ gì dục như thế. Thì cái này dục, nhưng mà cái ruột ở trong mình phải khỏe. Mấy cái răng mình giống như cái bàn, giống như cái bàn cào mà mình cào dừa, não dừa. Thôi. Hả, 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 không? Dơ. Ngon lắm mọi người ơi. Nhưng mà rất buồn là bắp của tôi hư hết trơn rồi cả nhà. Hư hết luôn. Buồn quá. Đó, mọi người thấy không mọi người? Tụi em là nguyên một đám rồi, là bếp núc nội trợ đảm đang mọi người. Đó. Rất là ngon luôn. Tại vì mình ướp gia vị đó cho nên là nó phải có hơi cháy. Xuất sắc. Miếng này mới ngon dữ nè chị. Ra quán á, mình đi ra quán mình ăn á, đương nhiên là nó ngon rồi. Ừ, miếng này mới ngon xuất sắc. Ừ, mình trả tiền là có người phục vụ. Giận à. Nhưng mà khi mà mình lăn vô bếp như vậy á thì là mình sẽ cảm thấy nó hơi mệt, nhưng mà nó đã là cái này là do mình làm. Đúng rồi. Không, cảm giác nó sẽ sướng. Sướng ghê. Nó ngồi cái tướng này. Nó hơi mệt đó, hiểu không? Rồi. Ngon lắm. Được rồi đó, cắt lên. Xin mời mọi người cùng BBQ với tụi em. Bắp, bắp đi, bắp đi. Bắp đi. Rồi, bắp đấy. Wow. Ê, bây giờ vô đây, mình phải chế bắp ghê quá. Chị còn thấy chị ghê nữa mà. Nè mọi người, được phân nửa trái nha. Sao phân nửa cưng? Cạp mà đủ ăn rồi. Chín chưa mày? Không sao đâu chị, ăn đi. Chưa chín. Nếu mà ăn ăn khoai sống thì là cái kia bắn bắn rồi, còn ăn ăn bắp sống thì bị gì? Không ỉa được. Lên sinh hả? Bắp sống lắm. Không không. Rất ngọt. Rất thơm. Tao đâu có gạt. Gạt mày chi? Đúng rồi. Quá ngon. Thật là sống.